sắp Tết rồi. Rất là nhiều luôn các bạn. Sa mô nè. Hình như bà là người đồng bào Khmer hay gì bà? Người Chăm. Ừ. Dạ. À, có bà đi là có tốt Đài Loan, có làm tốt thì ăn nè. Dạ. Và bà ở nhà có một mình hả? À, chứ con đi làm tốt. Dạ. Dạ. Bà chào con Trúng nha. À, con có 200.000 con gửi tặng bà nha. Cảm ơn con Trúng. Dạ. À, đây là số tiền của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Con thay cô gửi tiếp bà trong cuộc sống nha. À, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Mới tặng cho bà hai cái bánh ít luôn các bạn. Dạ. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở video tiếp theo của em ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay thì em đang có mặt ngay tại bãi biển Vinco thuộc huyện Long Điền, thị trấn Long Hải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 26 tháng 11 âm lịch đó các bạn. Còn đúng khoảng một tháng nữa thì Tết tới rồi ha. Trong clip ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị mình cùng đi khám phá cũng như là tham quan chợ Long Hải ở thị trấn Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, xem cái không khí sắp Tết của bà con ở đây như thế nào nha. Long Hải là một ngôi chợ bán rất là nhiều hải sản để phục vụ cho khách du lịch. Ngoài ra còn rất là nhiều các loại bánh cái và bà con ở đây rất là vui vẻ. Và bây giờ là tầm 7 giờ sáng các bạn. Nhiệt độ ngày hôm nay ở đây em thấy buổi sáng cũng khá là lạnh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 23 độ buổi sáng các bạn. Hôm nay là thứ hai á. Bãi biển thì cũng có một vài du khách và khách địa phương ở đây đi tắm biển vào buổi sáng nè. Có thể bà con ở đây buổi sáng quen cái không khí lạnh rồi cho nên là ra đây tắm biển vào sáng sớm luôn. Ở video trước thì em có chia sẻ cái làng chài Long Hải. Hôm nay thì khi trở lại đây thì em sẽ giới thiệu đến cô chú mình một cái ngôi chợ Long Hải. Và ở đây là ngôi Vinco nè cô chú anh chị. Bên ngoài thì rất là đẹp ha. Sáng sớm thì chưa có du khách tới đây nhiều các bạn. Và bên kia có chị bán cái gánh xôi chè kìa, với lại là sữa đậu nành. Vinco thì rất là nổi tiếng về văn hóa lịch sử ở đây. Ngôi Vinco thì được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, được bà con ở đây mệnh danh là Long Hải thần nữ các bạn.
Và bây giờ đi hướng này mình sẽ đi về chợ Long Hải nha. Đây là con đường cặp bờ biển ở Vincom. Rồi em mời cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ Long Hải với em vào sáng sớm ngày hôm nay nha. Thì trên đường đi thì em chia sẻ một số hình ảnh trên đường cho cô chú và các bạn xem luôn. Do hôm nay là thứ hai đầu tuần cho nên là du khách ở đây cũng khá là vắng luôn các bạn, có lợi ích. Và giờ thời điểm này là gần Tết rồi cho nên là bà con ở những khu vực khác cũng ít đi du lịch nữa, đa số là để dành tiền để chuẩn bị Tết trong cái thời buổi tình hình kinh tế khó khăn. Rất là nhiều các công ty ở Sài Gòn và Bình Dương cho công nhân nghỉ Tết sớm cho nên là kinh tế rất là eo hẹp. Giờ này là học sinh đi học hết trơn rồi, mọi người cũng đi vô làm. Ở bên đường này thì buổi sáng có rất là nhiều các cái hàng quán bán đồ ăn sáng luôn các bạn. Buổi sáng sớm mà không khí trời lạnh lạnh như vậy, đường cũng hơi vắng vắng, nhìn giống như là sáng mùng 1 Tết vậy đó các bạn. Đây có những cái quầy bánh xôi với lại là bún đồ thịt nướng đồ buổi sáng nha các bạn. Những con đường ở đây buổi sáng chạy rất là thoáng, không có đông đúc và hay là kẹt xe như ở Sài Gòn vào lúc sáng sớm hoặc là lúc giờ tan tầm. Mỗi nơi thì có một cái vẻ đẹp riêng các bạn. Phía trước đầu chợ thì có rất là nhiều các cái quầy bán đồ ăn sáng buổi sáng này các bạn. Bây giờ em đi tìm chỗ gửi xe, sau đó mình đi vô chợ ha. Bây giờ thì chợ hải sản cũng chưa có đông khách lắm, em đi từ từ vô. Đây, ở đây có mấy cái quầy bông buổi sáng rất là đẹp nè cô chú. Đi vô đây gửi xe ha. Khu này là bán đồ gốm sứ nè, đó, chén bát đồ. Ngày Tết là những cái mặt hàng này bán rất là chạy luôn các bạn. Dạ, sau khi gửi xe xong thì đây là cái phía trước của khu vực chợ Long Hải nè cô chú. Ở đây là có cái bãi xe dành cho ô tô ha. Buổi sáng thì có những chiếc xe tải chở hàng với lại một số xe 4 chỗ, 7 chỗ của khách du lịch nè. Đó. Thì bây giờ mới cái tầm là 7 giờ rưỡi rồi các bạn. Cho nên là bà con ở đây dọn hàng ra rất là trễ, mới chuẩn bị dọn hàng ha. Chưa có sơm và chưa có đông lắm. Thì trong lúc chờ chút xíu nữa, chắc tầm 8 giờ rưỡi đi, thì mình sẽ đi vô chợ. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn đi ăn sáng với em nha. Ở trong đây thấy cái cô bán bún riêu hay là bánh canh gì có cái gánh rất là dễ thương. Em vô đây em ăn sáng rồi chia sẻ cho cô chú và các bạn xem luôn. Đây là cái cánh đường mé bên tay phải các bạn. Bây giờ vô cánh bên tay phải ăn sáng, rồi chút xíu nữa em sẽ đi vô từ cái hướng cánh bên tay trái của chợ nha. Phía sau là khu vực chợ hải sản. Cách đây khoảng gần 4 tháng em có một quay một số hình ảnh ở khu vực chợ Long Hải này, nhưng mà hôm nay em quay trở lại để cập nhật cái tình hình không khí Tết ở đây. Không khí vào mùa xuân sắp Tết rồi các bạn. Đây, vô đây mình thấy có lịch rồi đó, là thấy không khí Tết rồi đó các bạn. Đó, lịch với thần tài ông địa, những bức tranh rất là đẹp luôn. Bên đây là những cái quầy khô gà, khô mực,
xé đồ rất là nhiều luôn. Thì có chả, rất là nhiều luôn. Các cái đồ đặc sản ở đây có khu mực ghim các bạn. Bên đây có chị chiên chả nóng nè. Bên đây có cái gánh cô bán đồ ăn sáng ở đây nè các bạn. Đây cô bán bún riêu hay là giò heo gì nè. Cô bún riêu hay là bánh canh vậy cô? Đây là bún nè. Dạ. Bún nhiêu tô vậy cô? 25 ngàn. Cho con một tô đi. Ở ngôi trường đồ ảnh. Dạ. Để ăn gì đi mấy chị? Cho em miền rau nè chị. Cho em miền rau. Cho con quay vài cảnh cho bà con coi nha cô. Cô bán ở đây ngỡ hai cái gánh rất là dễ thương. Chú lại đây à. Quay đi đây nè. Dạ. Bún cũng giống con vậy ạ. Dạ. Cái này gọi bún bò hả cô? Không, canh bún giò, canh bún. Cái này là gọi là canh bún. Canh bún. Canh bún giò. Rồi, nhìn cái thao giò này, rất là ngon. Con ăn giò hay cua chỏ con, hay xương cổ? Con ăn giò đi. Dạ. Hai bao đẹp đi, đây, 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 đây. Đây, cái tô nè các bạn. Cô bán đây lâu rồi hả cô? À, đúng. Dạ. Ông ơi, chơi với mày nha. Một tô vậy là 25 ngàn. Chợ này chắc tầm 8 giờ rưỡi trở lên mới đông khách hả cô? Giờ mới thấy bà con mới dọn hàng ra. À, ít thôi cô. Anh, còn 350 ngàn to được không? Đẹp không? Dạ dạ. Dạ. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn thử thức cái món canh bún ở đây nha. Cô cái quầy bánh canh này của cô gì đây? Cô thứ mấy? Cô thứ mấy? Cô hả? Cô thứ tư. Dạ, quầy bánh canh, quầy canh bún của cô Tư nha các bạn. Tư Bích á, Bích. Dạ, cô Tư Bích. Cái này là cô bán bao nhiêu năm rồi? À, cô bán lâu lắm rồi, con biết nhiều năm, dạ. Mấy năm rồi. Dạ. Thôi mời cô chú anh chị các bạn dùng nha. Ở đây em không có quay tiếp được nữa, tại vì mình ngồi chùm hổm á. Đó. Cái canh bún của cô ở đây là có giò heo các bạn, rồi có chả cá, rồi có mọc, đặc biệt là ăn với rau muống nữa cô. Có rau muống nữa. Dạ. Rất là ngon, cô nêm rất là đậm đà. Ngon, bán vỉa hè gì mới được. Dạ. Ông không sao bán được. Cha ngồi quát người đình không mà. Mà bán rồi vỉa hè người bán ngon mới mới được. Không bán được, không ngon vỉa gì bán được. Đúng không? Dạ, dạ. Nhà ngon mới ngồi đây chủ đây được lâu nè. Có dẹp lâu rồi. Dạ. Lúc mà ông xã cũng sống bây giờ 25 ngàn. Dạ bây giờ là 8 giờ rồi các bạn. Bây giờ mình đi vô chợ nha. Hôm nay là sáng thứ hai cho nên là chợ cũng sẽ không có đông như những ngày cuối tuần như thứ bảy hoặc chủ nhật. Bên đây là cái cánh mé bên bên tay phải nè các bạn. Bây giờ em đi quẹo bên đây ha, mình đi xuống từ cánh bên tay trái mình đi xuống khu vực chợ hải sản luôn. Thì quay một số gian hàng ở trên đây đi xuống dưới cho cô chú anh chị các bạn xem. Ở đây có cái quầy bông buổi sáng bà con mua cũng khá là nhiều nè. Quầy bông rất là đẹp luôn. Đây có bà bán cao trầu nè. Dạ. Bà bán cao trầu hả bà? Dạ.
Giờ còn nhiều người ăn chậu không bà? Còn hả? Dạ. Cho con xin quay vài cảnh cho bà con coi. Bà có ăn chậu không? Không ăn. Dạ, con cảm ơn bà nha. Đây cao chậu các bạn. Bây giờ cũng còn một số cô chú lớn tuổi ăn chậu. Dạ, được cúng với đám cưới đâu hả bà? Dạ. Ở đây còn có thấy cái voi này màu nó hơi đỏ đỏ hả bà? Dạ. Cái voi trắng với cái voi đỏ nó có khác nhau không bà? Khác nhau. Dạ. Voi trắng. Cái voi nào ăn ngon không bà? Cái nào cũng ngon hết. Dạ. Dạ con cảm ơn nha. Dạ. Ở đây có mấy chú chạy xe. Đi chợ hay chạy xe à mấy chú? Hả? Chú mấy chú đi chợ hay là chạy xe? Chạy xe rồi đi chợ. Dạ. Chạy xe. Dạ. Dạ, mùa này chạy đã không chú? Ê lắm, hồi từ sáng giờ được 10 ngàn. Dạ. Chả mấy cô đi chợ gì được 10 ngàn chú? Dạ. Đi gần gần thì 10 ngàn hả chú? À đi gần gần thì 10 ngàn, xa xa thì nó đập đục. Dạ. Cảm ơn chú. Không có người đi chợ đâu. Dạ. Chắc sáng thứ hai cho nên là khách cũng ít hơn ngày thường. Đầu trong cũng có khách lắm. Dạ. Cảm ơn chú nha. Bên đây cái cảnh bên trái có cái bãi giữ xe khá là lớn luôn. Các bạn đi chợ thì vô đây gửi xe ha. Ở đây có cái quầy trái cây của chị bán nhãn nè. Chị gái bán nhãn. Bên đây là mít. Bên đây là có mấy chú chạy xe nè. Sáng giờ chạy đỡ không chú? Rồi không đây mà chưa về ăn cơm. Dạ, chờ chút xíu bà con đi chợ về có khách. Cảm ơn mấy chú mấy chị nha. Đây, đi xuống dưới đây các bạn. Xuống dưới đây là bán bánh với lại quần áo. Khu bên dưới thì có hải sản. Đây mấy cô bán bánh đây nè, sâm, quần áo. Tuy hôm nay thứ hai nhưng mà em thấy khu vực bên đây cũng khá là đông nè, cũng có khách du lịch nữa. Đây có mấy cô bán bánh nè. Bên kia thì cô vừa đổ bánh bông lan luôn. Cô đổ bánh luôn hả cô? Dạ. Con không nhớ nữa, con đi cách đây cũng 4 tháng rồi. Dạ. Không, kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Đây cô đổ bánh rồi các bạn. Đó. Chưa chín hả cô? Dạ. Đây cô làm mấy cái bánh bông lan á các bạn. Đó, chín rồi kìa. Cảm ơn nha cô. Dạ. Bên dưới đây khá là đông luôn. Bên đây có bán mắm nè. Đó. Các loại mắm. Có ba khía nữa các bạn. Mắm ba khía khô. Cái này là mực xé hả chị? Có mực xé nữa. À, bên đây có cái con đường rẽ xuống nè các bạn. Bên đây thì bán rau củ, quần áo bên đây nữa nè.
Đây bên đây có bán mãng cầu sim nè, đó, trái cây mãng cầu sim ở đây bán mãng cầu sim nhiều lắm, được bơ nữa. Đây có mấy cái gian hàng trái cây, đây cô bán kiệu nè. Kiệu này là chuẩn bị Tết hả cô? Chuẩn bị Tết hả cô? Dạ. Kiệu quá ngon luôn. Thì cô vừa bán cô vừa làm luôn hả cô? Cô vừa bán cô vừa làm. Dạ. Đây cô làm cái thau nè các bạn. Cái này là thành phẩm rồi mình bỏ vô keo là phơi được đó hả cô? Đúng rồi, cô làm bỏ đường rồi đó. Dạ. Cái đó là cô làm bỏ đường không? Dạ. Có rồi đó. Chuẩn bị là bỏ vô keo. Ừ, chuẩn bị bỏ vô keo đúng rồi. Dạ. Quế gạch bà con. Đó. Đây, quế. Gọi là củ kiệu quế hả cô? Quế hả con? Dạ. Cái giống đó là quế hả cô hay sao? Giống đó là giống quế. Dạ. Còn cái củ dài dài là không phải quế. Dạ dạ. Cái quế nó sẽ ngon hả cô? Quế nó ngon ai cả. Dạ. Dạ. Nhưng mình như cái này là mình bán nhiêu ký vậy cô? Cô bán cái này 80. 80 ngàn ký các bạn. Vậy là thì 150 con. 150 một ký. Cái thành phẩm là 150 các bạn. Đúng rồi. Cảm ơn cô nha. Bên đây chị bán trái cây. Vú sữa. Chị bán trái cây sáng ngày ăn bánh tét. Sáng ngày chưa sáng hả chị? Dạ. Em cảm ơn chị nha. Em quay giới thiệu chợ Long Hải cho bà con coi. Để không khí chuẩn bị Tết như thế nào. Sáng ngày thời tiết se lạnh, giờ này có nắng lên rồi. Cho nên là nó hơi ấm chút xíu. Các bạn thấy bà con ở đây buổi sáng đa số đều mặc áo ấm đi chợ. Cái nhiệt độ tầm 22 độ thì có người cảm thấy lạnh, có người cảm thấy mát, người thích với cái thời tiết này. Hành, tỏi, kiệu. Đây, bên đây có mấy cô bán bánh nè. Đó. Chào cô. Cô bán bánh à. Quay vài cảnh nha, cho bà con coi. Cái này là bánh ít hay bánh đú vậy cô? Dạ. Nhiều cái hay bánh ít cô? Cô lấy cho con hai cái đi. Bánh dừa hay là bánh ngọt vậy cô? Lấy cho con hai cái bánh dừa đi. Bánh ít dừa đậu có mà. Bên đây là bánh cam. Cô ngại. Cô ngại các bạn. Cảm ơn cô nha. Bên đây có chị bán bánh mì heo quay. Đó. Heo quay Long Hải. Heo quay Long Hải hả chị? Thì ở chợ Long Hải thì heo quay Long Hải. Đúng rồi. Chứ không lẽ ở Long Hải bánh mì ấy heo quay Sài Gòn. Ở Long Hải bán muối Tây Ninh. Muối Bạc Liêu. Muối Bạc Liêu. À. Đây heo quay nhìn hấp dẫn các bạn. Dịch quay nữa. Ở Long Bà Rịa Long Hải.
Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Long Điền cũng có những cái ruộng muối nữa các bạn. Em cảm ơn chị nha. Mình đi xuống đây là khu chợ cá nữa nè. Đó. Bà con rất là đông luôn. Đi ra đó rồi rẽ phải xuống. Giờ khá là đông luôn các bạn. Em đi sang cánh bên này ha, xem bà con bán gì bên đây chút xíu. Dạ, chào anh. Chào anh. Bên đây thì cô bán các cái loại dưa mắm nè. Chào cô, cho con xin quay về cảnh nha cô. Cô đang vô mấy cái này gọi là cà muối hả cô? Cà muối, cà chay. Dạ. Cà chay. Dạ. Dạ. Còn bên đây là đoàn hải sản nè. Mấy cái keo mắm tôm, mắm cá cơm. Rất là hấp dẫn luôn. Dạ, sắp Tết rồi. Cảm ơn cô nha. Đây là chị bán bánh mì thịt nướng. Đi xuống bên đây là những cái quầy hộp dịch. Rồi những cái sạp ở trong nhà lồng các bạn. Bây giờ mình đi xuống cái khu vực chợ cá nha. Đây là một góc bên cánh bên tay phải. Ở đây có những cái quầy chè nè, có rau câu. Đây có bán quần áo nữa. Đi xuống tới đây là rẽ trái là vô khu vực chợ hải sản luôn mà. Cô chú anh chị. Đó, vô đây là rẽ trái qua đây ha. Xuống đây là khu hải sản luôn. Xuống tới đây có mấy cái quầy nghêu nè, rồi càng cấm. Ở đây có chị bán chè nè. Dạ. Chị này là món gì vậy chị? Chè chuối hả? Dạ. Chè chuối. Chè chuối mình để tới chiều nó có không sao hả chị? Dạ. Đây có chè đậu trắng. Có chè đậu đen nữa hả chị? Lấy cho em hai bịch chè đậu đen đi. Chè đậu đen. Đậu trắng. Đây là chè đậu trắng với nếp. Dạ. Em lấy đậu đen thôi. Dạ. Hai bịch đậu đen. Khỏi gì chị. Để tới chiều lần. Bao nhiêu hả anh chị? 20 ha. Em gửi nha. Đây. Cái thao chuối của chị rất là hấp dẫn. Lấy cho một bịch đậu đen. Rồi và đậu đen thì ăn rất là mát. Một đậu đen một ngày. Một đậu đen một bịch trắng. Làm tài liệu luôn. Với một chè chuối. Nhiêu tiền á? 30. Rồi còn đúng vừa 30 luôn. Đúng 30 rồi chờ vợ đi chợ ra luôn. Chú
chút xíu nữa còn 29.000 rồi. Em cảm ơn anh chị nha. Tiền bạc vợ nó quản lý hết. À, khu xuống khu hải sản này khá là đông luôn cô chú. À, đi chợ Long Hải thì đặc biệt là hải sản nè, chả cá, rồi đặc biệt là khô nữa nha. Còn bánh trái thì khỏi nói rồi, mấy chợ du lịch lớn như thế này thì bánh trái là rất là nhiều. Ở đây có khô nè, khô cá đuối, khô mực, khoai. Bên đây là hải sản nè. Ngày thứ hai nhưng mà rất là đông bà con đi chợ mua hải sản luôn. Các loại tôm như là tôm tích nè, rồi cá bóng, cá lưỡi trâu, rồi mực giòn nữa. Bên kia cũng khá là đông rồi các bạn. Bên đây là một bao cá luôn nè. Bên đây cô bán khô. Cái này là khô một nắng hả chị? Khô đồ một nắng nha. Khô đồ hả? Dạ. Khô đồ một nắng nè. Khô đồ ở đây lóc xương ra nhìn ngon quá ha chị. Dạ. À. Em cảm ơn nha. Còn cái kia là khô đồ muối xả hả chị? Dạ. Nè. Mấy con cá đây nó còn ngoe ngoải luôn nè các bạn, còn sống luôn á. Cá này như là cá chẽm. Con cá này cá chẽm hay là cá sủ à, chị? Cá này cá chẽm hay cá sủ chị? Cá sủ. Dạ. Cá sủ còn sống luôn. Tôm càng xanh nữa. Càng xanh, ghẹ. Ồ, giờ quá trời du khách đi chợ luôn nè các bạn. Sáng nay thứ hai em thấy lúc còn sớm thấy khá là vắng, nhưng mà không ngờ hôm nay khá là đông luôn. Bên đây có ghẹ nữa nè. Này cá bạc má rất là tươi luôn. Chợ mua cá hả chú? Dạ. Cá dạo này là hiếm lắm. Hiếm lắm hả? Thì con thấy cũng khá nhiều mà. Nhưng mà giá sẽ nhỉnh hơn lúc. Tại gần Tết á, cũng rất là ít ghe đi đi biển các bạn. Thank you.
xương xanh loại nhỏ. Có mực nữa kìa. Bên đây là sò dẹm. Dạ con đây có con Bình à. Ở đây chạy xe vô thoải mái cho nên là hơi khá là kẹt xe. Đây con mực tươi. Mực này là giá 120. Mực này là giá 120 hả chú? Gì vậy? Chưa có đủ. Đang cho ăn thêm. Cô, con này gọi là con gì vậy cô? Con dòm hả? À, con dòm. Nhưng mà hai quên cái tên hoài. Dạ. Ở đây là cá bạc má rất là tươi luôn nè. Dạ. Dạ. Mua được cá chưa chú? 100 ngàn ký, cá bằng má 100 ngàn ký rồi chú. À, giá hơi cao. Ở Long Hải, ở Phước Hải á, thì cá bằng má tầm 60-70. Có lẽ hôm nay là những ngày mưa gió, cá đánh rất là khó cho nên là nó tăng giá bất thường. Ở đây hải sản giá nó không có cố định và nó dao động trên lệnh mỗi ngày luôn đó các bạn. Tùy theo ngày giông gió thì hải sản nó sẽ lên. Tùy theo cái thu nhập mà mỗi người sẽ chọn mua cá theo từng ngày ha. Ở đây có chị chiên chả cá. Em chào chị. Chị chiên chả cá rất là hấp dẫn luôn. Này gọi là chả gì vậy chị? Chả này chả cá bóng nha. Chả cá bóng hả? Chắc luôn á, chả này hơi bị ngon. Dạ. Chả này ngon lắm. Dạ. Chả này tao ngon luôn. Cái này mình bán sao chị? Cái này 140 một ký. Dạ, 140 một ký. Hai loại nha, cái loại dạ. Này. Cái chai là có tô bảo chung là 120. À. Cái này nè. Ở đây luôn mà. Dạ. Em dẫn em vô em quay cái tiệm của chị kìa. Dạ. Trong sau lưng cái quầy giả cá này có sai phải không? Bên trong đó là sai phải không? Dạ. À, có cái quầy giả cá đi vô nè. Dạ. Cái quầy giả cá đi vô á. Dạ dạ. Tí nữa em vô đó. Em cảm ơn chị nha. Ở đây có mấy con cá dìa rất là tươi. Rồi cá đói. Mấy con này gọi là mực giòn phải không cô? Bạch tuộc giòn. Cái này thường là luộc nguyên con phải không cô? Ở đây không biết là con ốc gì ha. Con ốc này gọi là ốc gì vậy cô? Con ốc chị ốc nhung chứ? Ốc nhung hả chị? Dạ. Ốc nhung. Còn trong đây là các loại cá tôm, ghẹ, cá bóng có, cá đù có. Thank you.
đây thì có bánh tráng, bánh đa. Ở đây cũng có cái quầy bánh ít, bánh chuối, rồi bánh tầm mì, khoai mì nữa. Rất hấp dẫn. Sáng giờ bán đỡ không chị? Dạ. Cái quầy của chị rất hấp dẫn luôn. Em cảm ơn chị nha. Trong đây thì có mấy cái quầy chả cá cũng người ta vừa xay và vừa chiên trong đây nè các bạn. Tí xíu nữa em đi vô đây nha. Bên đây có tôm tích, rồi ốc cà na, rồi ốc ống phúc, sầu huyết và ốc hương nữa. Tôm tích thì 80 ngàn một ký. Đây khách mua không kịp luôn nè. Em thấy mọi người thích mua tôm tích. 80 ngàn. Dạ. Bán không kịp luôn các bạn. Bên đây cũng có tôm tích, có rẹ, rẹ lớn nhỏ. Bên đây là càng cúm nè. Bên đây thì những cái quầy hải sản. Những cái quầy ở đây thì mình mua cũng rất là chất lượng các bạn. Đây, ở đây người ta có cửa hàng luôn. Đây có tôm mũ ni, rồi tôm hùm đó, rồi ghẹ. Bên đây cái quầy khô mực nè. Mực khô mực thì 500 mấy. Những cái số bên đây là giá tiền á hả chị? Dạ. Em thấy có chữ sữa là mực sữa đó hả chị? Dạ. Là lưới mành. Dạ. Thì những con mực từ lưới mành á, giá nó sẽ chất lượng nó sẽ ngon hơn. Dạ. Giá đây có 580, 300 mấy, 200 mấy. Rất là đầy đủ các bạn. Bên đây có hàu nè, hàu đá, hàu sữa, hàu hương. Tôm. Cua nữa các bạn. Cua biển lớn không ạ? Ba ơi, những cái quầy đây nè, ghẹ nè, mực đầy đủ, giá từ 280 cho đến 500 mấy. Mực ở đây thấy giá cũng khá là rẻ các bạn, mực rất là lớn luôn. 500 mấy chục ngàn ký là mực lớn luôn á. Chào cô, chợ này bán đỡ không cô? Chợ này bán đỡ không cô? Ủa, hỏi mày quay á hả, phải không? À, cách đây 4 tháng. Bữa mua ghẹ của cô ăn ngon quá chừng. Dạ.
Nay tình hình giá ghẹ sao cô, có khác lúc trước không con? Ghẹ thì nó tùy theo dao động. Bữa vậy cũng khác. Dạ. Hôm nay từ đây cũng khác, hôm nay cũng khác. Dạ. Nhưng hôm nay là dao động từ bao nhiêu một ký con? Hôm nay thì 300. Dạ. 350 nhiều loại đó. Dạ. Dạ. Thấp nhất là 350 hả con? Dạ. Quầy của cô này bán ghẹ rất là ngon. Lúc trước có mua ăn rồi, rất là ngon. Ghẹ cô nói mùa này thì từ 350 cho đến 500 ngàn một ký. Đây, ghẹ đây rất là lớn luôn. Con cảm ơn nha con. Mực ở đây rất là tươi luôn. Mực lớn nhỏ đều có. Mực nang rồi mực ống nữa. Cá đó. Không, cá đó lấy anh 70 luôn đi. Đây là mực bạch tuộc giòn nè các bạn. Thường mọi người hay mua những con này luôn, nguyên con luôn. Mực cá là rất là tươi luôn các bạn. Ở đây có một số loại nghêu tím nè, rồi ốc hương. Bên đây có mực nè, cá nè, rất là nhiều luôn các bạn. Mực nang, mực lá, cá thu, cá ngừ, cá bớp nữa. Đây, đây có cá bống mú nè các bạn. Xuống đây là những cái khu bà con có bán lẻ, có bán sỉ. Dưới đây là đa số đóng lạnh, đông lạnh vô thùng gửi đi cô chú. Chào anh. Bên đây cũng có ghẹ nữa nè. Chợ này bán đỏ không anh? Dạ. Dạ. Hôm nay thứ hai cho nên là không đông như mọi khi ha. Bảy chủ nhật cũng vậy. Dạ. Chắc là gần Tết cho nên mọi người để dành Tết Tây đi du lịch. Tết gần Tết nhất là tiền bạc không muốn xuất ra. Dạ. Có qua Tết. Dạ. Đây anh bán ghẹ đầy đủ luôn. Khu dưới này là đa số là đóng thùng gửi đi ha. Cái đây nè cũng có nhưng mà đa số là khu dưới này là đóng thùng nó gửi đi, tại vì hàng á người ta ví dụ như là người ta ở Sài Gòn đồ, ở Bình Điền đồ, ở mấy cái Bình Dương đồ á. Dạ. Mua rồi bắt đầu mình ở đây mình đóng xuống cho dạ. Đóng ở đây.
như cái con ghẹ này khi mà khách đi xa thì mình cũng vô oxy để cho được sống được vài tiếng thôi. Đi xa mà đa số nếu mà khách người ta mua thì người ta không cần có oxy, người ta mua người ta dùi đá. Dùi đá luôn hả? Sài Gòn rồi đi Hà Nội rồi là đi đâu gì đó, đi một nếu mà đi tầm giá chừng 1 tiếng rưỡi hoặc là 1 tiếng thì khỏi cần, khỏi cần oxy, khỏi cần gì hết, để về chạy về cái nhà cũng còn sống. Như đây là về Sài Gòn vẫn sống luôn, về Sài Gòn 3 tiếng không sống nữa, phải có oxy. Dùi đá ví dụ như khách người ta đi dạ. Cũng không ảnh hưởng đến chất lượng ha, chỉ có những người mà người ta mua đi người ta bán lại á, à mới dùng oxy ha, người ta mua chợ này cái lên trên chợ Sài Gòn người ta bán á dạ. Thì người ta mới cần oxy ra gần để mà nó sống nên mà càng dễ bán dạ. Còn mua ăn thì mình dùi đá nó cũng không ảnh hưởng chất lượng ha, bây giờ oxy mình không có bình có máy, mà khách này là sao cần bình có máy làm gì. Em nghe người ta nói bơm oxy á, bơm oxy khô cũng có à, bơm oxy khô sống được 8 tiếng, 8 tiếng luôn dạ. Đi qua Sài Gòn cũng kịp dạ dạ. Còn nếu mà đi mà dạng như mình mua đây mình về tới Đồng Nai rồi mình khỏi dạ, nó cũng mấy đồng hồ nó cũng không có ảnh hưởng đến chất lượng ha. Cái khi mà mình lựa con ghẹ dạ, là nếu như mình lựa con ghẹ chắc thì mình có làm kiểu nào nó cũng làm ghẹ chắc dạ. Mình có muối đá mình đưa về thì cũng làm ghẹ chắc dạ, dạ. Còn mình lựa con ghẹ ớt thì mình có làm cỡ nào nó cũng làm ghẹ ớt dạ. Cho dù nó còn sống cũng làm ghẹ ớt dạ. Chứ có đơn thuần dạ. Cảm ơn anh nha. Chứ đây là khu bà con hay đóng đi gửi đi nè các bạn. Ốc nghêu đồ nhiều lắm, sò nữa. Cá đói. Bên đây có ghẹ rồi cá bóng rồi ốc nhung, có cua đá nữa, cua biển. Đây là một số loại ốc nè. Chị con này con ba khía hả chị? Con cấm hả? Dạ. Nhìn tự tưởng con ba khía ha. Ba khía màu tím tím. Dạ. Con này còn sống không vậy chị? Sống mới nè đây em. À, mình không sợ nó bò hả ta? Không, đánh nó bò được nha. Nó không bò ha. Còn sống hả, nằm im ru à. Còn bên đây là ốc nhung nè các bạn. Dạ. Cá bóng. Ghẹ nữa. Ghẹ cỡ đó là nhiêu ký vậy chị? Ghẹ cỡ đó nhiêu ký vậy? 100 ngàn. Dạ. Đây con cá khá là lớn luôn. Cô, con cá này cái gì vậy cô? Cái này nè cô. Cá gáy hả? Dạ. Cá gáy. Cá lớn luôn các bạn. 25 cá này hôm bữa gặp bên chợ La Ghi. Đây là mấy con rắn biển. Cô có bán cả khô cá đuối nữa nè. Ở đây là khu bán rau củ với lại là trứng. Dạ. Chị thấy không?
YouTube mà anh dạ. Quay YouTube hả? Dạ. Đừng quay em nha, em mắc cỡ lắm mà. Em cắn cam kìa. Dạ dạ dạ. Ý đi chứ cắn đắt lắm. Dạ dạ. Đó, bánh trứng nha, bánh gao. Dạ, bên đây trứng gao nè. Đó. Tỏi đồ nè. Dạ. Đó. Em quay chị lên, người ta mua mình ship luôn. Thôi. Dạ. Bên đây tuốt bên kia là cái khu bán quần áo luôn các bạn. Khu đó là khu bán quần áo đó. Còn dạ. Đâu đây là khu thịt nè. Dạ. Đó, thịt heo. Bên đây là thịt. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Đó, anh đó đứng đó. Quay anh đó đó. À, anh đó, đó, anh chủ đó. Dạ. Bên đây gao, rất là nhiều loại gao luôn. Đó, gao cũ bên đây mấy cô bán đây nè các bạn. Nguyên những cái giải gao bên đây luôn nè. Đây, anh lấy cam kìa. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Em ơi, em chợ này khá là lớn luôn. Ở đây là cái chị này bán rau cải là rẻ nhất nè, mà dễ dạ. Thương nhất nè đó. Dạ. Còn bên kia là hàng trái cây cũng dễ thương nè, bán hàng rẻ nè. Dạ. Anh bán cam kia còn dễ thương hơn nữa. Đó, anh vừa bán rau vừa dễ thương nữa. À, dễ thương mà anh cầm cái dao rồi kìa. Anh cầm cái dao anh gọt bưởi đó. Bên đây có cô bán trứng nữa nè. Đó. Bên đây trái cây. Đây bà già nè, bán cà, bán đồ già. Trái lê kim ma. Vậy bán trứng là bán trứng sạch mà. Dạ con chào bà. Dạ. Cô bán vú sữa, rồi mận, táo. Ở đây có mận cầu xiêm nè. Chợ này khi mà ra những khu vực chợ ngoài miền Đông ở đây á là bán cầu xiêm nhiều lắm, đặc biệt là từ Long Hải trở ra Bình Thuận á. Bán cầu xiêm. Sabo nè. Trong đây có máy sập thịt, cũng có mấy cô bán bánh trong đây nữa nè. Ui, trong đây có nhạc rồi cô chú ơi. Các em đi ra khỏi khúc này nha. Ở đây con hát nhạc lớn quá. Bên đây cô bán đồ chay nè. Bên đây hát nhạc rồi, em đi ra khỏi chỗ này. Hey, chỗ này bán quần áo bà con lựa quá trời luôn nè. Giờ sắp Tết rồi. À, trong đây là khu vực trong nhà lồng, những cái quầy khô và những cái nơi chế biến chả cá ở đây nè các bạn. Ở đây là có những cái quầy chả cá nè, thì chả cá khô tươi, chả cá ánh tuyết, chả cá thùy rất là nhiều. Ở đây có mặt trước này có tới 4-5 gian hàng chả cá. Ở đây rất là nhiều chả cá luôn. Như chị đây đang làm chả cá nè các bạn. Này mình gọi là chả cá gì vậy chị? Dạ. Chả cá thu. Chị làm rất là nhanh luôn các bạn. Đây chả cá sau khi chiên xong. Rồi. Em cảm ơn nha chị. Đây cũng có mấy cái quầy chả cá nữa nè các bạn.
Ở đây cũng đang chiên luôn nè. Chị cho em xin quay chạy cảnh nha chị. Chả cá chiên có nhiều loại. Em cảm ơn nha chị. Còn 14 kg rưỡi đó. Đây, ở đây chị đang làm mà nắng thành những cái bánh chả cá nè. Chả cá bóng. À. Có phải cái quầy chị bán ở ngoài không anh? Đúng rồi. À. Nãy chị kêu em vô đây nè. Quầy cá luôn à. Có quầy cá, quầy cá luôn. Cái gì anh? Cá bóng. À dạ. Ồ, này mình pha dầu ha để cho nó đừng có dính nè. Đó. Quay chả lại, quay vô cái dầu. Dạ. Thì mình làm nghề này lâu hả chị? Dạ. Cái này là đặc sản ở chợ Long Hải ha. Có cá bóng vàng, có bông chiên. Dạ dạ. Anh Quang quay hoàng một nhà cá con luôn. Còn cái đó là anh Sai ha? Ờ, vô quay thằng cái đánh đâu nè. Dạ dạ. Quay quay luôn. Đây, anh Sai ở đây nè các bạn. Sai bao lâu thì xong anh? Tùy theo 15 phút. Dạ. Thì cái máy sai bằng điện. Làm đập chắc là không có quá chắc quá gì á, làm không có một cái thứ gì chị làm đập tới luôn á. Dạ. Chỉ cho. Đây là cái quầy đầm nhận ép cá và sai chả cá. Cá bóng đó. Cá bóng đây nè các bạn. Ừ. Đó. Thì cá bóng biển. Cá bóng biển. Dạ. Yeah. Đây là cái quầy giày dép túi sách. À, mấy chị mấy cô đây tập trung ở đây mua quá trời luôn nè các bạn. Rất là đông luôn ha. Tết cho nên là ai cũng thích mua nón rồi giày dép túi sách hết. Trong đây là những cái quầy thịt heo trong đây nè cô chú. Đó. Khu này là bán bình bông rồi heo rồi đồ sành sứ nè. Đó. Phục vụ cho ngày sắp Tết. Ai? Chứ con. Con. Chứ con. Ờ. Dạ. Con bà làm gì bà đi? Con bà đi là bố người thê khổ lắm. Dạ. Đi hai cà phê bố tới bà là dạ. Hình như bà là người đồng bào Khmer hay gì bà? Người Chăm. Người Chăm. Ừ. Dạ. À, con bà đi là bố tới Đà Lạt, đi là bố người thê ăn này. Dạ. Và bà ở nhà của mình hả? Chứ con đi làm hôn. Dạ. Dạ. Bà chào con chúc nha. Ừ. À, con có 200 ngàn con gửi tặng bà nha. Cảm ơn con chúc mạnh khỏe. Dạ. À, đây là số tiền của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Dạ. Con thay cô gửi tiếp bà trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn. À, chúc bà nhiều sức khỏe. Ừ, con đẹp trai dạ. Mới tặng cho bà hai cái bánh ít luôn các bạn. Dạ.
giả vừa gọi là hình ảnh ngôi chợ Long Hải ở Bà Rịa Vũng Tàu thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gửi đến cô chú anh chị các bạn một mùa gần Tết. Hiện tại là không khí Tết ở đây cũng mình có thể cảm nhận được cái không khí hiện tại là ở đây mình có thể cảm nhận được cái không khí của mùa Tết rồi cô chú. Đặc biệt ở phía trước là có những gian hàng bán lịch đó. Rồi chợ hải sản thì cũng khá là đông đúc luôn. Rồi cộng thêm cái thời tiết se lạnh vào buổi sáng sớm là mình thấy mùa Tết sắp đến rồi. Đặc biệt là ở đây có vú sữa nè. Khi mà có vú sữa là cũng sắp Tết rồi đó cô chú. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn mình đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like, một bình luận và đăng ký kênh, làm động lực em ra video nhiều hơn cho cô chú và các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại.